Ok, chào mọi người nha. Nhớ không, bữa nay là ngày 29 tháng 7 rồi. Hôm bữa mình khoe mọi người cái con Dairy Cow rồi, nhớ không? Giờ ngày 29 tháng 7 cũng 10 ngày hay là 2 tuần rồi. Mình sẽ cho mọi người coi nó có baby hay không nha. Quay quay cái quay cao lên, quay ở khi bật lại coi nó có baby không. Đó, mọi người thấy không, baby quá trời luôn. Mọi người thấy mấy con bò nhỏ nhỏ không? Đó, nó đẻ rồi đó, thấy không? Nó baby quá trời luôn đó. Nó mấy con bò này nhỏ nhỏ này, mọi người thấy không? Quá trời đúng mọi người, đó rẻ đó. Thì bây giờ nó rẻ nhiều quá, mình phải chuyển tổ cho nó qua đây. Đây, mình sẽ chuyển tổ cho nó qua bên nhà mới. Nhà này bự hơn. Đây, đây, mình sẽ chuyển tổ cho nó qua đây. Mình sẽ giữ lại vớn này nọ mọi thứ luôn nha mọi người. Mình sẽ giữ 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 lại hết đất luôn, ngay cả đất luôn mình cũng giữ lại đất đất của nó luôn. Qua đây nhà này bự hơn. Đó thôi xong tội nghiệp nó chuyển nó qua đây, bắt đầu mình sẽ đưa tụi nó sang nhà mới đó. Mọi người thấy quá trời không mọi người, giỡn nè, giỡn mới vô đây luôn đó, quá trời luôn mọi người. Có nhiều chưa, nhiều chưa, trong đất của nó là có bọ baby nhiều lắm nha mọi người, trong đất á, cho nên mình nó mới giữ giữ lại đất luôn. Đây nè mọi người, nó mới lột nè. Này nó mới là mấy con này nó lớn là do nó lột xác đó mọi người. Đây cái vỏ của nó nè, để mình mà cầm lên cho mọi người xem cái vỏ đó. Đây, cái này là cái vỏ của nó nè, đó mọi người thấy không. Giờ mình lấy mấy cái này ra hết đó, quá trời mọi người thấy không. Giờ mình phải chuyển nó qua bên đây cho nó hoặc cho nó rộng rộng rãi, nó sinh sôi dễ hơn. Bọ con nó đang lớn rồi mọi người. Nè, có con bọ quá trời bọ con rồi nè. Nè, quá trời rồi mọi người thấy không? Nè đó, bọ con quá trời rồi nè, nó đang lớn rồi đó. Đó. Đó giờ mọi người, đó, dễ thương không mọi người. Nó cực kỳ dễ thương luôn. Rồi rồi để mình xúc nó xuống. Đó bọ con này mình nuôi á, nó đẻ đã đó mọi người ơi. Để mình xúc đất của nó về xuống luôn nha mọi người. Nè quá trời luôn á. Cho nên mình chuyển tổ là mình chuyển luôn đất của nó luôn nha mọi người, chứ không có bỏ đất nha. Để mình đưa mấy con bự xuống trước đã, mấy con xúc trúng của nó nữa. Để nhiều nhiều mốt mình cho lai tạo luôn. Bò con quá trời luôn. Mình cứ mạnh tay luôn mọi người, cứ đưa xuống hết không sao đâu. Bỏ nó cũng lòn len nè. Lòn len lên được yên tâm mọi người không sao đó. Nhưng mà cái nắp này nè, phải để ở trên cùng. Đưa xuống hết đi. Cái nữa mình sẽ bổ sung thêm lá cái lá khô này nọ nữa. Đó, mọi người nói là nuôi đã, mọi người đẻ đã lắm, nhìn dễ thương lắm. Cái hộp này chỉ dành cho cỡ 5-10 con á, hộp này là được ok nè, nhưng mà nhiều hơn là mình phải tách. Đó, mình lấy cái này nè, để ở đây đó, cho nó có gì nó thích, nó trốn bọ còn quá trời. Giờ mình cung cấp thêm vớn cho nó. Thì vớn càng nhiều càng tốt mọi người, nó cấp nước mà, càng nhiều càng tốt, không sao đó. Vớn càng nhiều càng tốt, nó cấp nước. Rồi bây giờ mình đó, không biết nó trốn chưa nữa. Không, chưa trốn mọi người.
mấy con này mình nuôi thì nó vàng lắm nó. Bây giờ mình lấy lá, xé lá vô cho nó. Lá thì cứ để bên đâu cũng được, nó khoái ăn lá khô lắm nha mọi người. Mình thì cho ăn lá sake với lá bàng, tùy mọi người thôi, mọi người muốn cho nó ăn lá gì cũng được. Lá bàng thì ok, mình thấy lá bàng ok nhất á. Còn ai mà mới lá bàng thì đặt shop đi mua lá sake. Nó xé nhỏ nhỏ ra nha mọi người. Đó, chuyển tổ cho tụi nó gì là thành công rồi đó. Xong đó, từ tổ nhỏ mà chuyển nó qua tổ bự để mình đây cầm một con chơi cho mọi người coi. Đây nó này mọi người, nó như con bò sữa vậy mọi người, dễ thương lắm. Mình nuôi nó đẻ quá trời đẻ luôn, hồi nãy quay cho mọi người coi thấy không, nó đẻ quá trời đẻ luôn, bọ con lớn lớn phát triển khá nhanh. Mà nó ăn là nó ăn dưa leo với lại mấy con sâu chết á, đồ nó ăn ghê lắm mọi người. Dưa leo nó thèm dưa leo lắm nha. Rồi đã cho con xuống đó. Xong để rồi ngày mai mình sẽ đi lấy 11 loại phíp khi về, rồi mình sẽ làm cái clip mới cho mọi người coi. Đó là mình chuẩn bị rồi đó, ngày mai là hàng order của mình chỉ cập bến đó, là bắt đầu mình sẽ set up, mình làm cái clip cho mọi người xem. Rồi, ok, chào mọi người. Bye bye mọi người.